Việt Nam đề xuất đăng cai APEC năm 2027. Sáng ngày 17 tháng 11, theo giờ địa phương, tại San Francisco, Mỹ, đã diễn ra hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 30. Tham dự có lãnh đạo cấp cao và trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC gồm Brunei, Canada, Chile, Đài Bắc Trung Hoa, Mỹ, Indonesia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Mexico, Nga, New Zealand, Nhật Bản, Australia, Papua New Guinea. Peru, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và Việt Nam, với chủ đề kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường, hội nghị đã đánh giá chặng đường hợp tác 30 năm qua của APEC kể từ tuần lễ cấp cao đầu tiên tại đảo Black Mỹ, 1993 đến 2023, đồng thời thảo luận những định hướng hợp tác trong giai đoạn mới. Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ đánh giá về tình hình kinh tế thế giới, những thách thức và cơ hội đang đặt ra với khu vực châu Á Thái Bình Dương về hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối các lãnh đạo cam kết thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm, duy trì thị trường mở và giải quyết đất gãy của chuỗi cung ứng. APEC tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái số không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, thống nhất đẩy nhanh triển khai lộ trình kinh tế Internet kinh tế số APEC, nhất là trong bảo mật dữ liệu, điện toán đám mây, mạng viễn thông thương mại điện tử và thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo với quyết tâm đẩy mạnh chương trình nghị sự về phát triển bền vững và bao trùm hội nghị nhất trí cắt giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn trợ cấp nhiên liệu hóa thạch đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng sạch nhằm thực hiện mục tiêu toàn cầu về cắt giảm khí thải nhà kính về không hội nghị đã thông qua nguyên tắc lớn về chuyển đổi năng lượng công bằng và an ninh lương thực trong hợp tác apec khuôn khổ và kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro thiên tai nhất trí đẩy nhanh thực hiện mô hình kinh tế sinh học xanh tuần hoàn lồng ghép nội dung bền vững và bao trùm vào hoạt động của apec phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh apec là diễn đàn hợp tác và liên kết hàng đầu khu vực đem lại lợi ích thiết thực cho người dân về phương hướng hoạt động của apec chủ tịch nước nhấn mạnh cần duy trì và củng cố thành tựu quan trọng về tự do hóa và tạo thuận lợi thương mại đầu tư tại châu á thái bình dương và toàn cầu cần tạo khuôn khổ hợp tác hỗ trợ các nền kinh tế thành viên tận dụng cơ hội phát triển thúc đẩy động lực tăng trưởng apec cần chú trọng nâng cao năng lực khả năng tự chủ, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, các mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cần hợp tác xây dựng khu vực tự cường, từng nền kinh tế tự cường, sẵn sàng ứng phó với thách thức. Chủ tịch nước cũng nêu rõ hơn lúc nào hết, các thành viên APEC cần cởi mở, chân thành, đối thoại có tính xây dựng để gia tăng hiểu biết, thu hẹp khác biệt và tạo đồng thuận. Chủ tịch nước nhấn mạnh sau đúng 25 năm gia nhập APEC với mong muốn tiếp tục đóng góp cho tiến trình APEC Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của năm APEC 2027. Các lãnh đạo APEC đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Việt Nam và nhất trí đưa vào tuyên bố chung của hội nghị. Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 30 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố cổng vàng tạo dựng một tương lai bền vững và tự cường cho mọi người dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của APEC cũng như vị thế là một diễn đàn hàng đầu của hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các lãnh đạo nhất trí sẽ gặp nhau tại tuần lễ cấp cao APEC năm 2024 tại Peru và năm 2025 tại Hàn Quốc.